Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Tin cực kỳ khẩn cấp, ông Tập Cận Bình vã mồ hôi khi nghe tin hải quân của Tây Ban Nha phát lệnh dội bom tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc ở Biển Đông, làm cho chính phủ của Bắc Kinh đứng ngồi không yên. Thưa quý vị, truyền thông của thế giới cho biết tình hình Biển Đông đang căng như dây đàn khi hôm qua, vào lúc 17 giờ 20 phút giờ Việt Nam, hạm đội Amanda thuộc hải quân Tây Ban Nha đã cho tàu chiến mang theo rất nhiều máy bay ném bom xuất kích dội bom con tàu sân bay mang tên là Sơn Đông của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông, làm cho cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng một con tàu chiến cỡ lớn của Hải quân Tây Ban Nha chở theo rất nhiều tên lửa và máy bay ném bom di chuyển từ một hòn đảo của Nhật Bản để tiến vào Biển Đông, mục đích là để tiếp sức cho Hải quân Mỹ, Hải quân Nhật và Hải quân của Italia thực hiện việc tuần tra hàng hải, đồng thời bảo vệ Biển Đông cũng như là bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á trước sự bành trướng ngông cuồng của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, vào chiều ngày hôm qua, khi con tàu chiến nói trên của Tây Ban Nha đi vào địa phận ranh giới giáp với bảy hòn đảo nhân tạo mà phía Bắc Kinh đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, ngay lập tức, tàu chiến của Tây Ban Nha đã bị một lực lượng tàu hùng mạnh của phía Trung Quốc, dẫn đầu là con tàu sân bay Sơn Đông bao vây, đe dọa. Chúng định phun vòi rồng bắn đạn thật lên con tàu của Tây Ban Nha và ngay lập tức hải quân của hai nước đã xảy ra đụng độ căng thẳng. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng nhau, không bên nào chịu nhường bên nào. Theo miêu tả của một vị đô đốc thuộc hạm đội Amanda của hải quân Tây Ban Nha cho biết, khi tàu của chúng tôi nhận tín hiệu bé lái di chuyển vào Biển Đông để giúp sức đồng minh cũng như các đối tác, chúng tôi cũng đang lường trước được sự nguy hiểm đến từ phía Trung Quốc. Bởi vì trong những ngày vừa qua, hải quân của Tây Ban Nha liên tục nhận được điện báo cho rằng ở vùng Biển Đông và vùng biển Hoa Đông đang xảy ra những vụ đụng độ căng thẳng giữa hải quân của Trung Quốc với hải quân các nước trong khu vực. Phía Bắc Kinh điều tàu sân bay, điều tàu chiến mang theo rất nhiều vũ khí hạng nặng, tên lửa, máy bay ném bom, máy bay trinh sát cùng 16.000 binh lính đang tiến hành những cuộc tập trận có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Và đúng như dự đoán, khi phía Trung Quốc phát hiện ra con tàu của chúng tôi chỉ cách các đảo nhân tạo phía họ khoảng 16 hải lý thì một nhóm tàu xuất hiện, đi đầu là con tàu sân bay Sơn Đông đã áp sát bao vây chúng tôi và liên tục phát loa phóng thanh đe dọa, đồng thời yêu cầu phía tàu của chúng tôi đi ra khỏi vùng lãnh hải của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây là vùng biển chung của thế giới chứ không phải là vùng biển của Trung Quốc, cho nên chúng tôi không di chuyển ra và chưa kịp bẻ lái để di chuyển. Hải quân của chúng tôi đã ngay lập tức bị nhóm tàu của phía Trung Quốc phun vòi rồng, đồng thời bắn đạn thật lên khoang tàu. Chúng còn định dội bom đánh chìm con tàu của chúng tôi. Nhận thấy sự bất bình và nguy hiểm cấp bách nói trên, chúng tôi đã quyết định cho thủy thủ đoàn phóng liên tiếp 8 quả tên lửa, đồng thời cho máy bay xuất kích dội 17 quả bom lên con tàu sân bay của phía Trung Quốc. Nhưng rất may là phía họ đã chống trả quyết liệt cũng như tránh được, cho nên đã hư hỏng phần đuôi của con tàu sân bay Sơn Đông. Vị đô đốc của Tây Ban Nha còn nói tiếp sau hơn 1 giờ, tàu của chúng tôi đã thoát khỏi vòng vây của nhóm tàu hung dữ phía Trung Quốc và kết quả trận chiến nói trên, tàu của chúng tôi đã bị thủng 3 chỗ do trúng đạn của phía Bắc Kinh gây ra, nhưng phía Trung Quốc còn cho là bị thiệt hại lớn hơn chúng tôi rất nhiều lần. Bằng chứng là việc con tàu sân bay của phía Bắc Kinh đã bị cháy mất phần đuôi, hai con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc cũng bị hư hỏng nặng, một chiếc máy bay bị bốc cháy dữ dội và một con tàu do thám bị trúng tên lửa chìm xuống đáy Biển Đông. Hiện tại thì phía Bắc Kinh vẫn cho 3 tàu do thám bám theo con tàu của chúng tôi để theo dõi hành trình đi, nhưng chúng đã phải cho rút lui và tháo chạy khẩn cấp khi mà phát hiện ra một con tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản tiến tới để ứng cứu tàu của chúng tôi. Thưa quý vị, ngay sau khi biết Hải quân của nước mình bị Hải quân Tây Ban Nha phản đòn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đại diện là bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng nói rằng hành vi của Hải quân Tây Ban Nha là không thể nào dung tha và chấp nhận được, Bắc Kinh sẽ sớm ra tay trừng trị họ. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết hiện tại thì các quan chức trong chính phủ của ông Tập Cận Bình đang tức điên người khi nghe tin con tàu sân bay Sơn Đông bị trúng tên lửa cháy mất phần đuôi ở ngoài Biển Đông do Hải quân Tây Ban Nha gây ra, và họ nói rằng hành vi trên của Tây Ban Nha sẽ bị trừng trị thích đáng trong một vài tuần tới. Đại diện Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng chỉ trích Tây Ban Nha khi nói rằng tàu chiến của nước họ đã vi phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, gây ra mất an ninh, an toàn cho con đường lưỡi bò cũng như bảy hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đã mất bao nhiêu công nói phép để gây dựng ở ngoài Biển Đông. Hành vi trên cần phải bị trừng trị thích đáng và Tây Ban Nha sẽ phải trả một cái kết cục đau thương. Thưa quý vị, sau khi cuộc đụng độ nảy lửa giữa Hải quân Trung Quốc với Hải quân Tây Ban Nha xảy ra ở ngoài Biển Đông, tờ báo Madrid đã có bài phỏng vấn trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha và ông cho biết rằng hiện tại đất nước đang dồn toàn lực cho công cuộc chống lại đại dịch COVID-19 mang tên Vũ Hán. Còn virus này đang làm đảo lộn cuộc sống của Tây Ban Nha và còn virus trên đã gây ra lỗi ám ảnh cho họ. Trong thời gian vừa qua, nó đã gây rối quá nhiều đau thương cho đất nước bỏ tót này. Vì thế,
Nếu đại dịch được khống chế thì Tây Ban Nha cũng như một số nước ở châu Âu sẽ tiến ra ngoài Biển Đông để hỏi tội phía Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Tây Ban Nha còn cho biết hiện tại chúng tôi chỉ điều một con tàu chiến để thực hiện tự do hàng hải cũng như bảo vệ an ninh, an toàn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo đúng cam kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản, và khi nào mà bệnh dịch được khống chế được dập tắt thì chúng tôi và một số nước ở khu vực châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italy sẽ tiến hành hỏi tội Trung Quốc vì tội đã đem con virus mang tên Vũ Hán đi gieo rắc đau thương cho cả châu Âu nói riêng và toàn thế giới nói chung. Lúc đó chúng tôi sẽ mạnh tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả đũa cho toàn bộ thế giới này. Thưa quý vị, theo tờ báo Bangkok của Thái Lan cho biết, không hiểu sao trong 1-2 tuần trở lại đây, chính quyền của ông Tập Cận Bình lại máu chiến trên Biển Đông đến như vậy. Họ liên tục điều không quân, hải quân, quân đội của nước này đem rất nhiều quân tàu biển tiến ra vùng biển châu Á-Thái Bình Dương để tập trận cũng như xâm phạm, đánh chìm tàu các nước trong khu vực. Hành vi trên cần phải được lên án và trừng trị ngay lập tức, nếu không hiểm họa sẽ là rất lớn. Còn theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, do thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã khống chế được đợt dịch bệnh lần thứ hai này, trong khi đó các nước trên toàn thế giới lại phải đang đương đầu với cả đại dịch này, cho nên chính quyền của ông Tập Cận Bình đã lợi dụng thời cơ này, đưa rất nhiều tàu chiến ra Biển Đông để gây ấn cũng như là thị uy sức mạnh dương oai với các nước trong khu vực để thách thức Mỹ và thách thức thế giới. Mục đích của họ là muốn tuyên bố chủ quyền phi pháp ở ngoài Biển Đông cũng như bảo vệ 7 hòn đảo mà họ đã xây dựng trái phép ở vùng biển này. Trước những mối đe dọa đến từ Mỹ và các nước trong khu vực châu Âu, các chuyên gia quân sự trên thế giới cho biết rằng nếu xảy ra trận chiến trên Biển Đông giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Tây Ban Nha thì phần thắng 95 sẽ thuộc về đất nước bỏ tót ở châu Âu, bởi vì hạm đội Almanza của Tây Ban Nha được đánh giá là một hạm đội mạnh nhất nhì trên thế giới. Hạm đội Almanza của Tây Ban Nha đang sở hữu hàng loạt các tàu chiến cỡ lớn mang theo tên lửa. Họ cũng đang sở hữu một đội hình tàu ngầm lớn thứ hai trên thế giới sau Nga, máy bay ném bom thế hệ mới cùng nhiều vũ khí. Khí tài hiện đại của họ cũng đang có ở trong tay, và nếu trong một vài tuần tới, Tây Ban Nha và một số nước ở khu vực châu Âu khống chế thành công đại dịch mang tên là Covid Vũ Hán thì phía Trung Quốc sẽ như đòn với cả các nước ở khu vực châu Âu, và khi đó, trận chiến ở trên Biển Đông sẽ rất khốc liệt và phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về các nước phương Tây, còn Trung Quốc sẽ bị thất bại hại. Thưa quý vị, có một cái tin rất mới và rất được quan tâm mà chúng tôi mới cập nhật được, đó là vào ngày 24 tháng 8 tới đây thì bà Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Reuters dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ cho biết, chuyến thăm Việt Nam và Singapore của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến bắt đầu vào ngày 22 tháng 8, cho thấy cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực, trong bối cảnh Washington đang tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên toàn cầu. Bà Kamala Harris sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm khu vực kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Chuyến thăm hứa hẹn sẽ củng cố quan hệ đồng minh và đối tác mà Mỹ coi là chìa khóa trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Hồi đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, trọng tâm của chuyến thăm sẽ là bảo vệ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông, củng cố vai trò của Mỹ và mở rộng hợp tác an ninh trong khu vực. Chính quyền đang thể hiện rõ rằng, chúng tôi có một cam kết lâu dài đối với khu vực này. Chúng tôi là một phần của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ mãi ở đây, quan chức này nhấn mạnh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Afghanistan đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi Tổng thống Biden quyết định rút quân khỏi quốc gia này, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ. Quan chức nói trên cho biết, bà Harris sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Afghanistan trong chuyến công du châu Á. Đó là sự tập trung và ưu tiên của phái đoàn do Phó Tổng thống Harris dẫn đầu. Nhưng đồng thời chuyến thăm cũng nhằm khẳng định vai trò của Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là vô cùng quan trọng, quan chức Mỹ lưu ý. Theo kế hoạch, bà Harris sẽ thăm Singapore vào ngày 22 tháng 8. Bà cũng sẽ là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam vào ngày 24 tháng 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Harris sẽ gặp Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long. Phát biểu về sự kiện tàu chiến của Mỹ thăm Singapore, Phó Tổng thống Mỹ Harris dự kiến tổ chức một cuộc họp để thảo luận về chuỗi cung ứng với các đại diện của khu vực tư nhân và chính phủ của Singapore. Chuyến thăm Đông Nam Á sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống. Vào tháng 6 vừa qua, bà đã đến Guatemala và Mexico để tham gia các cuộc họp nhằm tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Mỹ và Mexico. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại! Gần đây, lượng mưa lớn liên tục ở Tứ Xuyên đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều khu vực đường phố ngập trong nước, phố thành sông, đô thị thành biển nước. Vậy tại sao mưa lớn gây ra lũ lụt lớn như vậy?
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, ở Tứ Xuyên đã có những trận mưa xối xả liên tục và một số khu vực ở Thành Đô, Đức Dương, Miên Dương, Quảng Nguyên và những nơi khác thậm chí còn có mưa lớn. 10 con sông đã vượt qua mực nước cảnh báo và đoạn Miên Dương của sông Vu Giang đã hứng chịu trận lụt lớn nhất trong vòng 70 năm kể từ năm 1949. Tổng cộng có 1,45 triệu người ở 14 thành phố và 64 quận trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do mưa lớn. Nhiều khu đô thị bị ngập lụt, đường phố biến thành sông, thành phố biến thành biển nước bao la. Về vấn đề này, một số cư dân mạng đặt câu hỏi, các sông lớn, sông nhánh, dòng chính đều đang được xử lý, vậy tại sao lũ lụt năm nào cũng tràn về khắp nơi? Một cư dân mạng khác cho biết, tại sao mỗi năm lại có trận lụt trăm năm có một lần? Wang Weilu, một chuyên gia bảo tồn nước Trung Quốc làm việc tại Đức, nói với The Epoch Times rằng nguyên nhân chính dẫn đến mưa lớn ở Tứ Xuyên là do các dòng sông bị thu hẹp. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các con sông để xây dựng cơ sở hạ tầng trong quy hoạch và xây dựng đô thị. Hiện nay, các con sông ở Tứ Xuyên về cơ bản rất hẹp, hai bên là các tòa nhà chật chội. Ông Wang cho biết, các dòng sông tự nhiên rất rộng, quanh năm không có nước. Khi nước dòng chỉ có nước ở lòng sông chính, khi mùa mưa bão hoặc lũ lụt đến, dòng sông sẽ trở nên rất rộng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm cho dòng sông trở nên rất đẹp. Họ muốn giữ nước quanh năm, trông đẹp khi có tầm nhìn ra mặt nước và ngôi nhà nhìn ra mặt nước có thể được bán với giá hời. Vì vậy, khi có mưa nhiều, sông rộng không chứa được bao nhiêu nước, nước chỉ có thể dâng lên và tràn ngập khắp nơi. Sau trận mưa xối xả trước đó ở Thành Đô, lũ lụt trở nên nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng hệ thống thoát nước của thành phố kém chất lượng, gây ngập lụt tại nhiều nơi do không tiêu thoát được nước. Ông cho biết khi có nhiều nước như mưa lớn, mực nước dâng lên rất cao, nước trong các ống cống không thoát ra được và tất cả đều bị ngập lụt. Hãy tưởng tượng độ cao của nước bên ngoài và toàn bộ nước được đổ vào. Các công trình đã chiếm hết không gian của nước và nước không có lối thoát. Wang Weilu tin rằng lý do cơ bản nhất dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng là chủ nghĩa vô thần của những người Cộng sản Trung Quốc, những kẻ nghĩ sẽ chinh phục bầu trời, chống lại bầu trời và biến đổi thiên nhiên của sông núi. Theo ghi chép của biên niên sử huyện Wenchan, vào khoảng năm 1952, để xây dựng đường cao tốc Thành Đô A3 từ Thành Đô đến tỉnh A3, các khu rừng đã bị tàn phá. Sau đó, các doanh nghiệp công nghiệp, lâm nghiệp thuộc sở hữu nhà nước được thành lập liên tiếp bước vào giai đoạn khai thác gỗ theo kế hoạch với quy mô lớn. Vào thời điểm đó, Tứ Xuyên chỉ có 40% độ che phủ của rừng, sau đó khai hoang bừa bãi trong đại nhảy vọt năm 1958. Đến cuối cách mạng văn hóa, độ che phủ của rừng chỉ còn 9%. Kể từ những năm 1990, khai thác mỏ và phát triển thủy điện đã trở thành những ngành công nghiệp nóng nhất ở Tây Bắc Tứ Xuyên. Có thông tin cho rằng công ty điện lực nhà nước đã không ngần ngại đắp đập vùng đứt gãy địa chất để trữ nước. Lòng sông được thu hẹp bởi các khối bê tông xi măng, thay thế sự kết hợp giữa cây cối, đất đai, thảm thực vật, nước và thiên nhiên. Từ núi non đến thảm thực vật trong lưu vực sông Mân Giang, không có thứ gì sống sót. Tất cả những điều này dẫn đến lũ lụt thường xuyên, lở đất thường xuyên và không có cỏ trong thung lũng sông Mân Giang. Wang Weilu cho biết, kể từ năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ xây dựng 50.000 hồ chứa ở lưu vực sông Dương Tử và mỗi hồ chứa đều tuyên bố có thể vượt qua lũ lụt trong nhiều năm. Sẽ thấy rằng lũ lụt ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng hơn, chứ không phải ngày càng ít đi. Theo cách nói của họ, lũ lụt lẽ ra đã biến mất từ lâu. Wang Weilu nói rằng các dòng sông ở Tứ Xuyên hiện đã bị chia cắt và các con sông không còn là sông nữa. 10 km là một con đập, nhưng con đập sẽ làm mực nước dâng cao và khả năng chứa nước của hồ chứa sẽ bị nghiêng khi nước chảy mạnh, độ dốc càng lớn. Rõ ràng, độ dốc của các con sông ở vùng núi đặc biệt là Tứ Xuyên càng dốc. Khi lũ về, lưu lượng nước sẽ lớn hơn, các hồ chứa sẽ không phát huy tác dụng kiểm soát được lũ, nhưng sẽ gây ra thảm họa lớn hơn. Xét lượng lũ đổ xuống hiện nay thì 20 năm mới xảy ra một lần. Wang Weilu tin rằng mục đích xây dựng đập và hồ chứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vì tiền, và bây giờ họ ra nước ngoài để xây dựng các hồ chứa. Có một hiện tượng kỳ lạ là các công ty Trung Quốc chi nhiều tiền hơn cho việc xây dựng các hồ chứa ở nước ngoài so với các công ty Trung Quốc xây dựng các hồ chứa ở Trung Quốc. Đó là rẻ hơn nhiều, vì vậy bạn có thể nghĩ tại sao GDP của Trung Quốc lại cao như vậy. Tất cả tiền trong túi của các quan chức đều đổ vào GDP bởi vì chi phí của nó rất cao.
Wanguelu nói với phóng viên rằng ông đã so sánh hồ chứa đầu tiên được xây dựng ở Tây Tạng đắt hơn 1/3 so với một nhà máy thủy điện do Trung Quốc xây dựng ở Nepal, và hồ chứa Mison đã ngừng hoạt động ở Myanmar. Xét về đơn vị sản xuất điện rẻ hơn nhiều so với công trình Tam Hiệp, đó có thể là lý do tại sao Tứ Xuyên xây dựng nhiều hồ chứa như vậy. Các quan chức đã thu lợi quá nhiều từ chúng, vì vậy chúng phải được xây dựng cho dù chúng ở đó. Và có ích gì khi để họ xây dựng chúng, nhưng khi đến thời điểm quan trọng họ muốn nó hoạt động cũng vô ích. Những trận mưa xối xả đổ bộ vào Tứ Xuyên thời gian này đã gây ra lũ lụt trên diện rộng và hiếm gặp, khiến hơn 1,45 triệu người bị ảnh hưởng. Người dân ở Trung Quốc đại lục đồn đại rằng chính quyền đã di chuyển con vật thần thoại điều khiển nước như tê giác đá chân thủy được phát hiện vào năm 1973 và khai quật vào năm 2013 mà không được phép, và để nó phơi nắng, gió và mưa tại di chỉ Kim Sa Tàng, khiến lũ vượt khỏi tầm kiểm soát. Wang Weilu nói rằng vào thời cổ đại, có những viên đá làm thủy trấn, một số hình dạng con bò sắt và một số hình dạng con hà mã. Bên bờ sông Hoàng Hà cũng có những con bò sắt. Theo các ghi chép cổ xưa như Hoa Dương Quốc Chí, Thư Chi và Vua Thục Bản Tế, Vua Tần Hiểu Văn đã bổ nhiệm Ly Binh làm người bảo vệ Xu. Con thú phong thủy nhất Thủy Kinh được đặt tại các vị trí khác nhau trong thành đô, trong phong thủy mảng thần thú, hai trong số đó được đặt trong thành phố. Tê giác đá là một con tê giác được khắc trên đá. Ở Trung Quốc cổ đại, người ta đặt tê giác đá trên bờ để trấn áp thủy quái. Tê giác, theo truyền thuyết, có thể phân chia nước. Phương pháp xây dựng đồ giang yển của Ly Binh có đặc điểm là không có đập dẫn nước. Sông Mân Giang được chia làm hai, sông ngoài dùng để thoát lũ và sông trong dùng để tưới tiêu. Những con thú thần thoại này có ý nghĩa và việc chúng ở đó là có lý. Nhưng bây giờ, những người vô thần coi những con thú thần thoại là mê tín và không tin vào chúng, và các nhà khoa học được chúng đào tạo cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Và tất cả họ đều tin rằng con người có thể chinh phục bầu trời và chinh phục thiên nhiên. Wang Weilu cho biết, tổ tiên trong sách cổ Trung Quốc từ lâu đã nói rằng khi chọn địa điểm thành phố không nên chọn quá thấp, nếu không sẽ có lũ lụt, cũng không nên chọn quá cao sẽ gây bất tiện cho việc lấy nước. Lũ lụt không phải do nước đắc tội với người, mà là do người đắc tội với sông trước. Sau đó, nước mới trả thù. Tổ tiên chúng ta đã dạy những đạo lý này rất rõ ràng. Wang Weilu nói rằng, Lão Tử đã nói rằng điều thiện cao nhất giống như nước, và tư tưởng hàng đầu của Ly Binh về việc kiểm soát nước là thuận theo tự nhiên, đấu tranh thay vì tôn trọng và thuận theo tự nhiên mới là mấu chốt của vấn đề. Kính thưa quý vị, tỉnh Tứ Xuyên đã thông báo hôm thứ Ba rằng trong hai ngày qua, một số khu vực của thành phố Lạc Sơn đã hứng chịu mưa lớn chưa từng thấy trong hơn 50 năm qua. Mực nước một số con sông trên địa bàn vượt ngưỡng cảnh báo, lũ tràn bờ bao thị trấn thuộc quyền quản lý của huyện, 4 người dân mất tích. Tờ tin tức Bắc Kinh đưa tin, theo tin tức WeChat chính thức của Tứ Xuyên, từ 19 giờ tối thứ Hai đến 2 giờ sáng thứ Ba, thành phố Lạc Sơn có mưa vừa đến mưa to và quận Mai Bian có mưa lớn trong 50 năm qua, lũ lớn nhất trong các kỷ lục thủy văn đo được. Tính đến 1 giờ 40 phút sáng nay, sông Mai Bian vượt mực nước cảnh báo 3,12m, cao hơn bình thường 70cm, cao hơn mực nước đảm bảo 2,42m, lưu lượng đỉnh vào khoảng 2.820 m3 trên giây. Quận Mai Bian thuộc tự trị Yi bị ngập lụt, nhiều bãi đậu xe ngầm trong khu đô thị bị ngập, chỗ ở tầng 1 và cửa hàng ở tầng dưới cùng của tòa nhà bị ngập trên diện rộng. Một hộ gia đình có 5 người ở Tiểu Giang Tử thuộc cộng đồng Thắng Lợi ở thị trấn Suba bị ngập lụt do mưa lớn, vô tình rơi xuống nước trong quá trình di chuyển khiến 4 người mất tích và 1 người được cứu sống. Một cư dân mạng đưa tin, hôm qua khoảng 5 giờ chiều có sấm sét và trời tiếp tục mưa cho đến khoảng 5 giờ sáng nay. Mưa lớn kéo dài gần 12 giờ, bãi đậu xe trong cộng đồng Victoria bị ngập nước đến tận rốn, hơn nữa ô tô đều bị ngập nước. Tôi đang ở thành phố Ngami, ở đây mất điện, thang máy, nước sạch bị cắt khó chịu quá. Mưa xối xả kéo dài quá lâu, tin tức đưa tin cũng không nhiều. Vỡ hồ chứa Thiểm Tây cũng không có tin tức, lũ lụt nhiều như vậy nhưng tin tức rất ít thấy trên trang nhất. Một số cư dân mạng cho biết tỉnh Tứ Xuyên thực sự là một nơi đầy tai họa. Có người trả lời hậu quả của việc phát triển quá mức. Lạc Sơn ở thượng nguồn sông Dương Tử, sông Đại Độ, sông Thanh Nghĩa và sông Mân Giang chảy song song. Tình hình lũ lụt của Lạc Sơn rất nghiêm trọng, mực nước sông Dương Tử chắc chắn sẽ dâng cao. Đài tin tức đưa tin chúng ta có thể nhìn thấy một con cú chạy vào một ngôi nhà ở Hoa Kỳ. Thật khó để nhìn thấy một con đường thành phố tràn ngập những người thân yêu của chúng ta.
theo Sohu News, vào tối ngày thứ Ba, nhiều nơi ở thành phố Lạc Sơn có dông bão và mưa lớn. Hai thanh niên ở gần tháp chuông ở quận Ngô Đồng Kiều bất ngờ ngã xuống đất tử vong. Có tin đồn rằng hai người đã tử vong do bị sét đánh chết, bị giò điện tiếp xúc nên rơi xuống đất. Qua một người trong cuộc, tôi được biết khi sự việc xảy ra, hai thanh niên chuẩn bị lên xe kéo thì bất ngờ một người ngã xuống đất, còn người kia cố kéo thì cũng bị ngã xuống đất. Các bác sĩ từ Bệnh viện Nhân dân quận Ngô Đồng Kiều xác nhận rằng hai người đã chết tại chỗ. Về việc tại sao hai người ngã xuống đất và tử vong, cảnh sát địa phương hiện đang điều tra. Hôm thứ Năm, Lạc Sơn, Tứ Xuyên chịu mưa lớn nhưng vẫn có nhiều du khách đến chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ. Nước trên bậc thang tạo thành thác nước, du khách chỉ có thể bước lên thác nước và đi lên từng bậc thang. Do mưa lớn, Danh Lam Thắng Cảnh tạm thời ngừng bán vé, tham quan núi và tạm thời đóng cửa đường ván Cửu Cử. Trận lũ số 2 của sông Dương Tử đi qua Trùng Khánh năm nay, dòng chảy vào hồ Tam Hiệp tăng nhanh, mực nước đập Tam Hiệp tăng vọt. Do Tam Hiệp tăng cường xả lũ nên mực nước hạ du tăng vọt. Mực nước tại 18 trạm thủy văn khu vực Hồ Đậu Đình vượt quá mức cảnh báo, mực nước 81 tuyến kè và 1.771,6 km đê bao đã vượt quá mức cảnh báo. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông địa phương, đỉnh lũ thứ 2 của sông Dương Tử đã vượt qua đập Tam Hiệp trong năm nay. Theo trang web của Cục Thủy văn, tính đến 9 giờ sáng thứ Ba, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên đến 173,47m và lưu lượng dòng chảy ra là 41.900 m3 mỗi giây. Đến 11 giờ trưa thứ Ba, mực nước đập Tam Hiệp đã lên tới 173,85m. Lưu lượng nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong buổi sáng là 61.000 m3 trên giây. Lưu lượng xả lũ của các cơ quan chức năng vẫn ở mức khoảng 42.000 m3 mỗi giây. Trong 2 tuần qua, mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đã tăng ít nhất 19m. Ban quản lý đập Tam Hiệp dự đoán rằng vào khoảng thứ 5 có thể có một đợt lũ khác đổ về hồ chứa Tam Hiệp. Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam cho biết, do Tam Hiệp xả lũ ngày càng nhiều có tác dụng hỗ trợ hồ Động Đình, mực nước của trạm thủy văn Thành Lĩnh Tế ở hồ Động Đình tiếp tục dâng cao. 18 trạm thủy văn đã vượt mức cảnh báo, 81 tuyến kè, 1.771,6 km kè vượt mức cảnh báo, tình hình chống lũ diễn ra rất căng thẳng. Đợt lũ thứ hai của sông Dương Tử năm nay đã làm ngập đập Tam Hiệp, mực nước nhiều nơi ở Kinh Châu, Hồ Bắc vượt mức cảnh báo và mực nước đảm bảo. Mực nước đảm bảo là 26,97m, hiện tại đang đạt 26,99m. Cục Khảo sát Tài nguyên nước và Thủy văn Kinh Châu đã đưa ra cảnh báo lũ đỏ cho hai vùng biển vào chiều thứ Ba. Theo dữ liệu của Cục Thủy văn tỉnh Hồ Nam, từ 8 giờ đến 18 giờ chiều thứ Hai, do ảnh hưởng của lượng nước từ sông Dương Tử đến, lưu lượng nước của 4 cửa sông Dương Tử đổ vào hồ Động Đình tăng lên đáng kể. Lưu lượng trung bình của hồ Động Đình đạt 29.000 m3 mỗi giây, mực nước tại trạm Thành Lĩnh Tế đạt 24.000 m. Thể tích nước của hồ Động Đình tăng 110 triệu m3 và mực nước của trạm Thành Lĩnh Tế tăng 0,04m. Cục Thủy văn dự báo mực nước hồ Động Đình sẽ tiếp tục lên từ thứ Ba đến thứ Năm. Bộ phận phòng chống lũ lụt nhắc nhở rằng khu vực hồ Động Đình đã duy trì mực nước lũ cao trong nửa tháng do mực nước lũ dâng cao ngâm trong thời gian dài, mức độ nguy hiểm của bờ kè ngày càng tăng. Tại An Huy, mưa xối xả liên tục khiến mực nước sông Chu Hê lên nhanh. Đến khoảng 1 giờ sáng thứ Ba, mực nước cửa sông Tương Hà lên tới 14,33m, vượt mực nước đảm bảo 0,83m, tiệm cận mức cao nhất trong lịch sử là 14,39m. Vào lúc 3 giờ sáng thứ Ba, An Huy cho nổ đập Quan Giao trên sông Chu Hê để xả lũ. Đỉnh lũ số 2 của sông Dương Tử đi qua thành phố chính Trùng Khánh vào thứ Hai, và các khu vực trũng thấp như bến tàu Hải Đường Tây ở quận Nam An và công viên Bình Giang ở khu trung tâm Nam An đều bị ngập lụt. Sau khi một phần lũ rút đi vào buổi trưa ngày hôm đó, rất nhiều bùn đọng lại trên các bậc thang quay mặt ra sông ở cầu tàu Triều Thiên Môn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cấp quốc gia trong 3 ngày tới. Dự kiến từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này sẽ có mưa lớn ở lưu vực sông Hoài Hà, các sông có thể gặp lũ lớn. Đông Nam Sơn Tây, Trung và Đông Hà Nam, Nam Sơn Đông, Bắc An Huy và Bắc Giang Tô và Đông Bắc Tứ Xuyên, Bắc Trùng Khánh và Quý Châu có nơi mưa vừa và mưa nhỏ, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ lụt. Ngoài ra, các nhánh của sông Dương Tử, Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương, Hồ Thái Hồ vẫn sẽ duy trì mực nước cao, nguy cơ ngập úng ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và các nơi khác vẫn tiếp tục, đê điều và đất lấn biển có nguy cơ sạt lở.
Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng đến nay, 26 tỉnh và khu tự trị thành phố ở đại lục đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, khiến 51 người chết và mất tích, hơn 23,85 triệu người bị ảnh hưởng, gần 2,04 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 16.000 ngôi nhà bị phá hủy, sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 64,39 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, lưu vực sông Dương Tử liên tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả kể từ tháng này, khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và hàng chục triệu người bị ảnh hưởng. Hôm Chủ nhật vừa qua, 70 mét đê ở Hoàng Mai, Hồ Bắc bị vỡ, nhấn chìm 15.000 hectare đất nông nghiệp và hơn 10.000 người bị ảnh hưởng. Lũ quét ở Tương Tây, Hồ Nam phá hủy nhiều ngôi nhà, đường bộ và đường sắt cũng bị ảnh hưởng và gián đoạn. Một gia đình 4 người bị chôn sống trong trận lở đất do mưa lớn ở Vân Nam. Đài quan sát khí tượng Trung ương dự đoán rằng, từ thứ Hai đến thứ Tư, một đợt mưa lớn mới sẽ lại đổ bộ vào lưu vực sông Dương Tử. Kè sông Cao Thiên ở thị trấn Trác Cương, huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã bị vỡ vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật. Chiều dài của vết vỡ tăng từ 30m lên 70m. Mực nước của hồ Sương Liễu tại địa phương tăng nhanh. Có thông tin cho rằng bờ kè được làm bằng đất có vẻ như do mưa lớn liên tục và ngâm nước lâu ngày nên bờ kè bị sập. Nước của sông Cao Thiên ban đầu chảy vào hồ Thái Bạch cách đó 1 km, nhưng sau khi xảy ra vụ vỡ bờ, nước của hồ Thái Bạch cũng chảy ngược vào sông Cao Thiên rồi theo vết vỡ nhấn chìm đất nông nghiệp. Lumedia đưa tin, tính đến 20 giờ tối Chủ nhật, diện tích bị ảnh hưởng là 15.000 ha, hơn 10.000 người bị ảnh hưởng đã được chuyển đi. Không có thương vong xảy ra và không có tòa nhà dân cư nào bị sập. Tại Tương Tây, Hồ Nam, mưa lớn liên tục xảy ra ở huyện Guzhang, tỉnh Hồ Nam trong những ngày gần đây, gây lũ lụt và sạt lở đất đã xảy ra ở nhiều nơi trong huyện, khiến ít nhất 24.000 người ở 5 thị trấn trong huyện bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 41,2 triệu nhân dân tệ. Tổng cộng có 8 ngôi nhà bị sập ở làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long và làng Long Bi ở thị trấn Mặc Dung. Đồng thời, các tuyến đường bộ và đường sắt địa phương cũng bị gián đoạn do sạt lở đất và lũ quét. Ngoài ra, danh lam thắng cảnh địa phương làng Mặc Dung, dân tộc Miêu cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt. Hơn 100 khách du lịch đã từng bị mắc kẹt trong danh lam thắng cảnh. May mắn thay không có ai bị thương. Tất cả khách du lịch đã được sơ tán an toàn. Một gia đình có 4 người cũng đã bị chôn sống trong một vụ lở đất ở Vân Nam. Do lượng mưa tích lũy ở huyện Trường Ninh, tỉnh Vân Nam đã lên tới 160mm kể từ cuối tuần trước, một vụ lở đất đã xảy ra ở thị trấn Ca Si vào lúc 6 giờ sáng Chủ nhật. Một trang trại đã bị chôn vùi, trong đó có 4 thành viên trong gia đình Trương Vệ Thụy bị chôn sống, 2 người bị thương đã xuất viện, còn một người vẫn đang nằm viện theo dõi. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương dự báo, từ thứ Hai đến thứ Tư tuần này sẽ có mưa to đến rất to, mưa to ở phía đông Tây Bắc Trung Quốc. Lưu vực Tứ Xuyên, Giang Hán, Bắc Giang Nam, Tây Giang Hoài, Hoàng Hoài, Đông Bắc Trung Quốc và phía Nam Đông Bắc Trung Quốc, khu vực bao gồm 10 tỉnh, thành phố gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh có mưa lớn xảy ra từ đêm nay đến đêm mai. Từ 20 giờ hôm nay đến 20 giờ ngày mai có mưa to đến rất to ở các khu vực thuộc phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, Tây Nam Bắc Trung Quốc, Tây Hoàng Hoài, Trung và Đông lưu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Hán và phía Tây Vân Nam. Từ 20 giờ đêm mai đến 20 giờ đêm ngày tiếp theo có mưa lớn ở một số khu vực của Bắc Kinh, Thiên Tân, Trung Tâm và Đông Nam Hồ Bắc, Tây Nam Liêu Ninh, Tây Sơn Đông, Đông Bắc Hà Nam, Tây Nam Hồ Bắc và Tây Bắc Vân Nam với lượng mưa từ 140 đến 180mm. Dự kiến một số khu vực nêu trên còn kèm theo mưa lớn ngắn ngày và đối lưu mạnh như dông, gió giật mạnh. Mưa dông mạnh nhất và gió giật mạnh từ cấp 10 trở lên. Đài khí tượng nhận định do ảnh hưởng của lượng mưa, dự báo từ ngày thứ Hai đến ngày thứ Tư, nhiều khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt, sạt lở đất và các thiên tai địa chất khác. Thưa quý vị, kể từ đầu tuần này, 5 tỉnh phía Nam đại lục liên tục hứng chịu những cơn mưa xối xả, khiến một lượng lớn chuyến bay tại sân bay Thâm Quyến bị hủy trong 2 ngày liên tiếp. Mới đây, những trận mưa đá to bằng quả trứng rơi xuống Hồ Nam và Quảng Đông. Trong 3 ngày tới, Thanh Hải sẽ có tuyết lớn hoặc bão tuyết. Mưa lớn ở Nam Trung Quốc và những nơi khác sẽ tiếp tục. Theo báo cáo từ Mainland People Daily Online hôm nay, vào ngày hôm qua, lượng mưa lớn tiếp tục ở hầu hết các khu vực phía Nam và dự kiến mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến 2 ngày tới. Vào ngày hôm nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo thời tiết đối lưu mạnh đầu tiên trong năm nay. Theo dõi cho thấy, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, mưa lớn xảy ra ở miền Trung và Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây, Tây và Nam Phúc Kiến, Trung và Tây Nam Quảng Đông, Đông Bắc và Đông Nam Quảng Tây,
Đông Nam Quý Châu và mưa bão với lượng mưa từ 100 đến 177mm đã đổ xuống các vùng phía Nam Giang Tây, Tây Nam Phúc Kiến và Bắc Quảng Đông. Trong 3 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục. Ngày hôm nay, Đài Khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh, dự kiến từ 8 giờ ngày mai đến 8 giờ ngày kia sẽ có mưa to đến rất to ở một số vùng thuộc Đông Bắc Quảng Tây, Trung và Bắc Quảng Đông, khu vực đồng bằng Châu Giang, Tây Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây và Nam Phúc Kiến. Trong đó, miền Trung và Bắc Quảng Đông có mưa dông lớn với lượng mưa từ 100 đến 120mm ở một số khu vực. Trung tâm lượng mưa lớn sẽ tiếp tục tập trung ở Đông Bắc Quảng Tây, Nam Hồ Bắc, Bắc Quảng Đông và Nam Giang Tây. Lượng mưa hàng ngày và lượng mưa tích lũy ở các khu vực trên sẽ tiệm cận hoặc vượt qua các cực trị lịch sử cùng kỳ. Tại sân bay Thâm Quyến đã hủy hơn 130 và hơn 80 chuyến bay trong 2 ngày qua do trời có mưa bão. Theo báo cáo từ tin tức buổi tối của Trung Quốc đại lục vào ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm qua do lượng mưa liên tục ở phía Nam, một số chuyến bay ra nước ngoài tại sân bay Thâm Quyến đã bị hoãn ở các mức độ khác nhau. Theo tin tức từ sân bay thủ đô vào sáng ngày hôm nay, trong số 76 chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến có 31 chuyến đã bị hủy, chiếm 40% số chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến. Quý vị thân mến, miền Đông Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa bão. Với những cơn mưa bão khiến nước tràn ngập đường phố, nhà cửa và gió mạnh quật ngã cây cối, tính đến sáng thứ Bảy, hơn 2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở 13 huyện phía Đông Bắc bị mất điện. Cơn bão đã giết chết ít nhất 19 người. Chi nhánh của ABC News báo cáo rằng hầu hết các nạn nhân thiệt mạng do cây đổ đè chết. Cơn bão dữ dội đã mang theo mưa lớn, gió mạnh đến miền Đông Trung Quốc với biển động ập vào các thành phố ven biển. Nhiều con đường ở khu vực phía đông vẫn bị đóng cửa vào sáng thứ Bảy khi các mảnh vỡ từ các ngôi nhà bị gió thổi bay, cây đổ và đường dây điện bị đứt. Các dịch vụ đường sắt và hàng không ở vùng Đông Bắc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các chuyến bay và tàu hỏa bị hoãn và hủy. Tính đến 10 giờ sáng thứ Bảy, 2.089.349 hành khách vẫn chưa có điện trên khắp vùng Đông Bắc, với một số khu vực ở Giang Tô, Chiết Giang hoàn toàn bị mất điện. Ở phía đông tỉnh An Huy, nước dâng do bão lên đến 3 mét đã được báo cáo khiến đường phố biến thành sông. Tỉnh trưởng tỉnh An Huy đã cử 200 thành viên đội cứu hỏa đến giúp đỡ các nạn nhân. Gần đây, mưa lớn tiếp tục ở phía Nam Đại Lục, 642 hồ chứa ở Hồ Nam bị tràn, sạt lở đất xảy ra ở cả Hồ Nam và Giang Tây, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Ngoài ra, một vụ lở núi ở huyện Mao Xian, tỉnh Tứ Xuyên khiến 25 người thiệt mạng và 93 người mất liên lạc. Trong thời gian tới, mưa lớn ở Nam Bộ sẽ tiếp tục. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đại Lục đưa tin vào hôm thứ Bảy rằng, hôm thứ Sáu lượng mưa ở phía Nam tiếp tục tăng cường. Các khu vực của Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác có mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Trong số đó, các khu vực địa phương như Lô Di, Trường Sa, Thiệu Dương và Hoài Hóa ở Hồ Nam thậm chí còn có mưa rất lớn. Từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình tích lũy ở tỉnh Hồ Nam là 120,5mm, cao nhất kể từ mùa lũ năm nay, bao gồm 184,7mm ở Trường Sa, 173,6mm ở Nghi Dương và 172,3mm, 158,6mm ở Nhạc Dương. Tính đến 8 giờ ngày thứ Bảy, đợt mưa này đã khiến 1.625.100 người ở 50 quận và 8 thành phố ở quận Thiệu Dương, Dinh Giang, Trang Đê, Nhạc Dương, Thường Đức, Trương Gia Giới, Nghi Dương, Hải Hóa, Lưu Đi ở phía Tây Hồ Nam bị ảnh hưởng và 642 cỡ nhỏ và các hồ chứa cỡ vừa bị tràn. Từ 8 giờ ngày 22 đến 10 giờ 30 phút ngày 24, lượng mưa trung bình ở huyện Lucy, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam đạt 175mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là 192,5mm. Lượng mưa lớn đã gây thiệt hại cho hơn 12.000 mẫu cây trồng trong quận, 2.700 mẫu cây trồng bị phá hủy và 56.500 người bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục vào hôm thứ Sáu, một trận lở đất quy mô lớn đã làm sập 5 điểm trên quốc lộ 319 ở huyện Lucy, phía Tây Hồ Nam, khiến một ngôi nhà bị nhấn chìm và 3 người thiệt mạng. Từ 16 giờ chiều thứ Sáu đến 8 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình ở tỉnh Giang Tây là 51,3mm, lớn nhất là 97,3mm ở thành phố Ưng Đàm, 78,7mm ở thành phố Nam Sương và 75,3mm ở thành phố Thượng Nhiêu. Lượng mưa lớn tối đa là 258,5mm tại ga Long Thạch, thị trấn Hê Tan, thành phố Quý Tây. Tiếp theo là 246,5mm tại ga Quảng Đường, thị trấn Hê Tan, thành phố Quý Khê. Lượng mưa tại 637 trạm thuộc 40 huyện trên toàn tỉnh đều vượt 50mm.
lượng mưa tại 114 trạm thuộc 18 huyện vượt 150mm, lượng mưa tại 3 trạm thuộc 2 huyện vượt 280mm. Tính đến 8 giờ sáng thứ Bảy, trên địa bàn tỉnh có 10 sông vượt cảnh báo, thảm họa lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,163 triệu người tại 34 quận của 8 thành phố, bao gồm Nam Xương, Cảnh, Đức Trấn, Bằng Tường và Cửu Giang của tỉnh Giang Tây, 27 người thiệt mạng và 17 người mất tích, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,57 tỷ nhân dân tệ. Nhiều tuyến đường cao tốc ở Giang Tây bị sạt lở đất, nhiều chuyến tàu bị đình chỉ, nhiều danh lam thắng cảnh như Thượng Nhiêu và Ưng Đàm bị đóng cửa, 17 con sông vượt mực nước cảnh báo. Cũng chịu ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả, hơn chục vụ lở đất và xói mòn nền đường đã xảy ra trên con đường ra khỏi trang trại rừng Lãnh Thủy Kinh ở khu thắng cảnh núi Bách Trượng, huyện Phong Tâm, tỉnh Giang Tây. Kể từ sáng thứ Sáu, trang trại rừng Lãnh Thủy Kinh đã bị cô lập với thế giới bên ngoài hơn một ngày và hơn 350 người đã bị mắc kẹt. Hôm thứ Sáu, huyện Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây bị nước lũ bủa vây do mưa lớn, nhà cửa hai bên sông Cam Giang bị ngập, khu thắng cảnh Vũ Nguyên bị đóng cửa. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng thứ Sáu, một vụ lở núi cao đã xảy ra tại làng Simo, thị trấn Diesi, huyện Mèo San, tỉnh Từ Xuyên, với khối lượng đất đá sạt lở xuống khoảng hơn 10 triệu mét khối. Tính đến 18 giờ 40 phút, sự cố đã làm 72 hộ dân bị vùi lấp, đào bới được 6 thi thể nạn nhân. Đến 10 giờ đêm cùng ngày, đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân. Theo thông tấn xã Trung ương, vào sáng thứ Bảy, thi thể của nhiều nạn nhân khác đã được khai quật từ đất và đá tại địa điểm xảy ra tai nạn ở huyện Mao, nâng số người chết lên 25 người, còn 93 người vẫn mất tích. Sáng thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Dự kiến trong 3 ngày tới, miền Nam sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, trong đó Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Tây, Vân Nam và những nơi khác sẽ có mưa lớn từ ngày đến đêm thứ Bảy. Có mưa lớn ở Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và những nơi khác. Từ Chủ nhật đến thứ Ba tuần tới xuất hiện một đợt mưa khác, vành đai mưa chính nằm ở trung tâm phía nam sông Dương Tử. Kính thưa quý vị, theo báo cáo từ ChinaNews.com cho biết, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam gặp phải mưa đá. Trong số đó, quận Vĩnh Hưng được bao phủ bởi một lớp tuyết trong khoảng 15 phút và mưa đá có kích thước bằng quả trứng rơi xuống một số khu vực ở quận Lâm Vũ. Từ thứ Ba đến thứ Năm, nhiều nơi ở Thiều Quan và Thanh Viễn, Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và mưa đá. Theo báo cáo chính thức của thành phố Thiều Quan, từ 19 giờ thứ Ba đến 9 giờ sáng thứ Tư, có 28 địa điểm trong thành phố có lượng mưa thực tế lớn hơn 50mm. Một số nơi xuất hiện những hạt mưa đá có kích thước từ 1 đến 3cm. Bà Chen, người điều hành một công viên khoa học và công nghệ nông nghiệp sinh thái ở Như Viên, Thiều Quan cho biết, vào tối thứ Ba, những hạt mưa đá to bằng quả trứng hoặc thậm chí bằng nắm tay bất ngờ rơi xuống. Khu vực bị ảnh hưởng của công viên sinh thái vượt quá 200 hecta. Theo nhân viên của khu thắng cảnh Thanh Viễn Liên Sơn, Kim Tử Sơn, vào đêm hôm thứ Ba, âm thanh lộp độp dày đặc đột nhiên phát ra từ mái ngói và mưa đá to bằng hạt gạo nếp rơi dày đặc trong vòng chưa đầy 15 phút. Mặt đất bị bao phủ bởi lớp mưa đá dày đặc. Hôm thứ Năm, tờ Thời báo Thông tin Đại lục Weibo đưa tin rằng Thiệu Quan, tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn và mưa đá trong những ngày gần đây. Vào sáng thứ Năm vừa qua, hai con tàu trên thượng nguồn sông Bắc Giang đã va chạm với cầu Bạch Vân ở khu đô thị Thiệu Quan, hiện chưa rõ thương vong. Theo bản tin dự báo, trong 3 ngày tới sẽ có tuyết rơi dày đặc, mưa lớn ở Thanh Hải và những nơi khác ở Nam Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo rằng dự kiến từ đêm thứ Năm đến Chủ nhật sẽ có tuyết rơi từ trung bình đến dày đặc và bão tuyết cục bộ ở miền Trung và miền Đông Thanh Hải, phía Bắc của Thanh Hải, cao nguyên Tây Tứ Xuyên và những nơi khác. Đồng thời, lượng mưa lớn ở khu vực phía Nam vẫn tiếp tục và sẽ có mưa đến rất to ở Đông Bắc Quảng Tây. Hầu hết Quảng Đông, Tây Phúc Kiến, Nam Hồ Nam và Nam Giang Tây, dự kiến từ ngày đến đêm thứ Năm, một số khu vực thuộc miền Trung và Đông Thanh Hải, Đông Bắc Tây Tạng, Tây Cam Túc sẽ có tuyết hoặc mưa đá từ nhẹ đến trung bình, trong đó Đông Nam Thanh Hải, Đông Bắc Quảng Tây sẽ có tuyết rơi dày. Miền Trung và miền Bắc Quảng Đông và Chu Hải đã có mưa to đến rất to ở các khu vực thuộc khu vực Tam Giác, Tây Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây và Nam Phúc Kiến, trong đó có một số khu vực ở miền Trung và Bắc Quảng Đông có mưa lớn. Hôm thứ Sáu, tuyết rơi ở Thanh Hải sẽ tăng cường hơn nữa, sẽ có tuyết rơi dày ở các khu vực phía Đông và Nam Thanh Hải, đồng thời có bão tuyết cục bộ từ 10 đến 13mm.
Kính thưa quý vị, thời gian gần đây trên đất liền xuất hiện mưa to, dự kiến có mưa to đến rất to ở 10 tỉnh thành. Mực nước các trạm dọc dòng chính trung và hạ lưu sông Dương Tử lên nhanh, lũ trên mực nước xảy ra ở 15 con sông. Tỉnh Hồ Nam xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, mưa nhiều nơi kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông và sấm sét. Từ hôm Chủ nhật đến hôm thứ Hai, chỉ trong một ngày, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã đưa ra 29 cảnh báo mưa bão màu vàng. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hạn hán tỉnh Hồ Nam, lượng mưa lớn liên tục gần đây đã gây ra lũ lụt ở 18 quận và khu vực đô thị Trường Sa, Thiệu Dương, Trường Gia Giới, Hoài Hóa, Tương Tây Đổ Gia và Miêu Tự Trị, khiến 48 người thiệt mạng và mất tích, 70.103 người bị ảnh hưởng và 1.829 người đã được di dời khẩn cấp. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đại lục, từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này, một phần Giang Nam, Giang Hán, Giang Hoài, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây và những nơi khác có mưa lớn với lượng mưa từ 130 đến 210mm, trong đó có Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, các khu vực của Chiết Giang, An Huy, Quý Châu, Quảng Tây và những nơi khác có mưa bão lớn, mưa bão cục bộ sẽ kèm theo dông bão và gió giật mạnh cấp 8 đến 10 độ. Có những cơn gió mạnh từ 4 đến 6 độ ở các khu vực thuộc miền Trung và miền Tây Nội Mông, Tân Cương dọc theo dãy núi Thiên Sơn và các khu vực phía Đông cũng như bán đảo Sơn Đông. Tổng cộng có 15 con sông ở Hắc Long Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây và các tỉnh khác xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Hiện Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã thay đổi và đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng hôm thứ Tư. Dự kiến trong vòng 6 giờ tới, lượng mưa tích lũy ở các khu vực phía Tây Bắc Tây An và Phúc Châu, khu vực phía Nam của Bình Hương, Nghi Xuân và Thượng Nhiêu và hai thành phố Tân Dư và Ưng Đàm có thể lên tới hơn 80mm. Một số khu vực đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, sấm sét và thời tiết đối lưu mạnh khác. Hãy chú ý đề phòng ngập úng, lũ lụt và thành thị nông thôn ở các vùng sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, lở đất và các thảm họa khác có thể do mưa lớn gây ra. Ngoài ra, nhiều nơi ở Hà Trì, Quảng Tây, Nam Trung Quốc, nhiều nơi cũng xảy ra mưa lớn. Cục khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, thị trấn Yên Đàn, huyện Đua Hua bị ngập nước, nhiều đường phố bị ngập sâu. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Đại Hóa, tính đến 13 giờ, chưa nhận được báo cáo về thương vong. Các lực lượng cứu nạn như công an, cứu hỏa, cấp cứu đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, thiệt hại về tài sản do lũ lụt gây ra được đưa vào thống kê. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Hôm thứ Năm, Thiều Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong hơn 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh tối đa lên gần 6 mét. Hơn 14.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thanh Viễn cho biết mưa lớn hơn hôm qua. Trời mưa từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều vẫn chưa tạnh và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng 4 năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Trong nhiều ngày liên tiếp, mưa lớn ở phía Nam đại lục dẫn đến lũ lụt liên tục ở nhiều nơi, trong đó Hồ Nam, Hồ Bắc và An Huy bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền địa phương nơi đây đã kêu gọi thế giới bên ngoài và chính phủ quan tâm và giúp đỡ An Huy nhiều hơn. Người dân ở An Huy nói với phóng viên The Epoch Times rằng An Khánh, Vu Hồ, Mã An Sơn, Tuyên Thành, Đồng Lăng và những nơi khác trong tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mưa lũ, nhưng sự chú ý của giới truyền thông và sự hỗ trợ của chính phủ dường như không có động tĩnh gì. Cô Ly ở quận Thông Dương, thành phố Thông Lĩnh nói rằng lũ lụt ở quận Thông Dương đang rất nghiêm trọng và tầng 1 trong khu dân cư của cô đã bị ngập lụt. Vào lúc 3 giờ sáng thứ Năm, các quan chức chính phủ đã thông báo cho họ rằng con đập đang trong tình trạng khẩn cấp và yêu cầu mọi người hoàn thành việc sơ tán tránh lũ trước 8 giờ 30 phút sáng. Cô Ly nói rằng các nhân viên chính phủ chỉ thông báo về việc sơ tán nhưng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tổ chức sơ tán, vì vậy cô ấy ở nhà. Cô ấy nói rằng bên ngoài trời đang mưa to và nếu tiếp tục thì họ sẽ bị mắc kẹt ở nhà. Cô Ly cũng tiết lộ rằng một khu vực phát triển kinh tế địa phương nơi cha và anh cô làm việc đã bị ngập hoàn toàn và giao thông từ quận Thông Dương đến những nơi khác đã bị chặn.
Được biết, không chỉ nước hồ trong khu đô thị của quận tăng vọt mà hồ Bạch Đằng, hồ Phượng Sa và hồ Thái Tử xung quanh đều đã vượt quá mực nước nguy hiểm. Trong trường hợp nguy cấp, quận Thông Dương có nguy cơ trở thành một hòn đảo bị cô lập. Người dân cho rằng mức độ nghiêm trọng của thảm họa ở An Huy chưa thu hút được sự chú ý của thế giới bên ngoài. Báo chí đưa tin chưa đầy đủ, nhiều nơi đang tiến hành cứu trợ thiên tai theo kiểu tự cứu. Một người dân cho biết trận mưa xối xả ở An Huy thực sự nghiêm trọng. Vài ngày trước, tàu hỏa và ô tô đều bị nghiêm cấm hoạt động do xảy ra sạt lở đất rất nghiêm trọng. Cũng có người cho rằng An Huy đã mấy ngày nay bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nếu không có sự quyên góp của Triệu Vi thì nhiều người sẽ không biết đến. Nhiều vùng nông thôn bị thiên tai ảnh hưởng nặng nề, không nhận được sự quan tâm của các tầng lớp xã hội. Một cư dân ở Mã An Sơn cho biết trên Weibo của mình rằng Mã An Sơn bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng nhưng không có phương tiện truyền thông nào đưa tin. Lũ lụt ở các vùng nông thôn như Bồ Hoàng và giữa sông đã gây ra thiệt hại nặng nề ở nhiều nơi, nhưng chính phủ không đủ kinh phí để chống lũ. Ông nội tôi 60 tuổi cũng được cử đi đắp đê chống lũ. Chính quyền một số khu vực hoàn toàn không quan tâm đến việc đó, tất cả đều tùy thuộc vào bản thân dân làng. Tôi hy vọng rằng thế giới bên ngoài có thể thu hút nhiều hơn đến An Huy và chính phủ có thể phân bổ kinh phí, huy động nhân lực và vật lực giúp đỡ An Huy cùng nhau vượt qua khó khăn. Một người dân giấu tên cho biết ông hy vọng mưa lớn sẽ tạnh và thương vong sẽ ít hơn, hy vọng người dân An Huy có thể sống sót sau trận lũ này và cuộc sống sẽ được ấm áp hơn. Sau trận lũ, số người chết chính thức thấp hơn nhiều so với số người chết thực tế. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, tính đến 21 giờ tối Chủ nhật, tổng số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa ở An Huy là 9,118 triệu người với 37 người chết và 13 người mất tích. Nhưng mọi người nói rằng số người chết chính thức là sai và thấp hơn nhiều so với số người chết thực tế. Một người dân ở Tuyên Thành tiết lộ khu vực Quảng Đức và Lãng Tây của Tuyên Thành gần như bị lũ nhấn chìm, rất nhiều người chết mà không trình báo. Một cư dân khác đăng lên mạng rằng cây cầu gần nhà bạn cùng lớp của anh ta bị sập. Lúc đó có hơn 20 người trên cầu và tất cả đều rơi xuống sông. Cuối cùng chỉ có 4 người được cứu sống, còn một số bị lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã nói dối rằng chỉ có 6 người rơi khỏi cầu. Được biết, tính đến 8 giờ sáng thứ ba, 28 con sông ở An Huy vẫn vượt mức cảnh báo và toàn bộ sông Dương Tử đều vượt mức cảnh báo. Kính thưa quý vị, lũ lụt ở đại lục đã kéo dài hơn một tháng kể từ giữa tháng này, bao trùm Quảng Tây, Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy và những nơi khác ở Trung Quốc. Vừa qua, CCTV cho biết ông Tập Cận Bình đã ban hành chỉ thị quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ, yêu cầu nỗ lực hết sức để ngăn chặn lũ lụt, thiên tai địa chất và cứu hộ khẩn cấp. Từ tối thứ Sáu, Quế Lâm, Ngô Châu, Sùng Tả và các nơi khác ở Quảng Tây có mưa lớn. Đến 18 giờ 33 phút chiều thứ Bảy, thời tiết địa phương Ngô Châu đưa ra cảnh báo mưa bão đỏ. Nhiều nơi trong thành phố xảy ra ngập lụt, một số tuyến phố bị nhấn chìm, nhiều ô tô bị mắc kẹt trong nước. Từ tối thứ Năm đến sáng thứ Sáu, Quảng Châu tiếp tục có mưa lớn, gây lũ lụt ở một khu vực thành thị. Ga Gwangju trên tuyến Metro số 13 đã ngừng hoạt động do lũ lụt nghiêm trọng. Các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở ở quận Hoàng Phố sẽ đóng cửa cả ngày thứ Sáu. Từ Chủ nhật tuần trước đến Chủ nhật tuần này, Quảng Tây liên tục có mưa lớn. Tính đến 17 giờ chiều thứ Bảy, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 323.468 người ở Quảng Tây, 128 ngôi nhà của 61 hộ gia đình bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 300,532 triệu nhân dân tệ. Trong tháng này, vùng lũ bao trùm diện rộng hơn. Giới chức cho biết, tính đến thứ Ba, lũ đã lan ra 11 tỉnh và ảnh hưởng đến 2,627 triệu người. Trong số đó, tổng số 728.000 người bị ảnh hưởng tại 69 quận thuộc 10 huyện và thành phố của tỉnh Giang Tây và 1.277.500 người bị ảnh hưởng ở Quảng Tây. Vào hôm thứ Ba vừa qua, cuộc họp điện ảnh về công tác phòng chống lũ lụt và hạn hán lưu vực sông Dương Tử của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tính đến thứ Sáu tuần này, lũ lụt năm nay đã gây ra 26 tỉnh, bao gồm cả Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và Trùng Khánh. 11,22 triệu người bị ảnh hưởng, 571.000 người phải sơ tán khẩn cấp và 213.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. Hơn 9.300 ngôi nhà bị sập và 171.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. 861.000 ha diện tích mùa màng bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 24,1 tỷ nhân dân tệ. Bắt đầu từ nửa cuối tháng, khu vực từ Quý Châu đến Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đón nhận lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay.
Trong số đó, Quý Châu bị ảnh hưởng đáng kể. Tính đến 7 giờ sáng thứ ba vừa qua, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 74.000 người ở 9 huyện thuộc 3 thành phố và khu tự trị như Tuân Nghĩa, Đồng Nhân và Tiền Đông Nam. Có 8 người chết đuối. Vào lúc 11 giờ 50 phút sáng thứ hai, trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo lũ đỏ, cho biết do ảnh hưởng của lượng mưa lớn và nước thượng nguồn dâng cao, toàn bộ dòng chảy của Trùng Khánh lưu vực sông Kỳ Giang sẽ trải qua trận lũ siêu lớn trong 8 giờ tới kể từ trận lũ lịch sử năm 1940 đến nay. Vào thời điểm đó, video trực tuyến cho thấy đường phố trở thành sông, nước tràn vào nhà, ô tô và bãi đậu xe bị ngập. Theo nguồn tin từ Cục Thủy lợi tỉnh Hồ Bắc, sau khi mùa mưa bắt đầu từ tuần trước, tính đến 8 giờ sáng thứ ba, 680 hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hồ Bắc đã vượt mực nước dưới hạ lũ, trong đó có 14 hồ lớn và vừa. Tối thứ Bảy, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo do mưa lớn nên 13 con sông ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây và những nơi khác có lũ trên mức cảnh báo. Hôm thứ Bảy, Nghi Xương, Hồ Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng. Đoạn video cho thấy nước sông Dương Tử đã lên tới mức mặt đường. Cùng ngày, lũ lụt ở Hợp Phì, tỉnh An Huy đã làm ngập nhiều trường học và khu vực dân cư, khiến đường phố và nhiều trường học bị ngập. Một người quay video cho biết nước ngập đến thắt lưng. Thưa quý vị, phần phía nam của đại lục đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão lớn, lũ lụt, lở đất và các thiên tai khác đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở các tỉnh Chiết Giang và Quý Châu, với 13 người chết và mất tích, 2,45 triệu người bị ảnh hưởng ở nhiều nơi trong Hồ Nam và 7 người chết. Bộ Dân chính Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo tính đến 7 giờ ngày thứ Bảy, thiên tai lũ lụt mưa xối xả đã ảnh hưởng đến 765.000 người tại 5 thành phố gồm Lệ Thủy, Phù Châu và Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang, với hơn 1.200 nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,08 tỷ nhân dân tệ. Tại 9 thành phố bao gồm Đồng Nhân, Bích Khiết và Tuân Nghĩa của tỉnh Quý Châu, khoảng 1,267 triệu người bị ảnh hưởng, 13 người chết và mất tích, gần 600 ngôi nhà bị sập, 56,3 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Trong đó, 79.000 ha bị phá hủy và thiệt hại kinh tế là 1,33 tỷ nhân dân tệ. Theo các báo cáo, vào khoảng 2 giờ sáng thứ Năm, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Tam Hà, thị trấn Thập Tử, huyện Tiên Dân, tỉnh Vân Nam, khiến gần 60 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng. Các con đường Ngụy Tân và Trấn Hùng gần đó cũng bị sạt lở cắt đứt, dẫn đến các quận lân cận bị gián đoạn hai chiều, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 2 triệu người. Sau lũ lụt và lở đất, người dân cả nước đã tự tổ chức cứu hộ và mong chờ sự giải cứu từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tình hình cứu hộ ở nhiều nơi không khả quan. Cư dân mạng Chiết Giang cho biết, tại làng Ngân Gia, thị trấn Chiết Khẩu, huyện Tùy Xương, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, nơi hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong trận lũ lụt thảm khốc này, đã hơn 40 giờ trôi qua kể từ khi xảy ra lũ lụt, họ đã và đang phải tự cứu mình và chưa nhận được bất kỳ sự cứu trợ nào từ cấp xã và cấp huyện. Hôm thứ Năm, Đài quan sát khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Nam sẽ tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tới, từ thứ Sáu đến Chủ nhật. Xuất hiện một đợt mưa khác, vành đai mưa chính nằm ở trung tâm phía Nam sông Dương Tử. Kể từ tuần trước, các khu vực dọc Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía Đông Tây Nam Trung Quốc đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn liên tục, trong đó tỉnh An Huy và Hồ Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo chí Đại Lục đưa tin, vào trưa Chủ nhật, nước trong trang trại lợn của Trương Đạo Khôi ở làng Hồng Hưng, thị trấn Vĩnh Long, huyện Tĩnh Sơn, phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc vẫn ngập sâu hơn 1,6 mét và khoảng 1.000 con lợn đã bị chết do ngập nước. Đã có 10.000 con lợn chết đuối chỉ trong 5 trang trại chăn nuôi lợn chuyên nghiệp ở làng Hồng Hưng trong quận. Một số nông dân cho biết 400.000 con rùa của họ đã bỏ đi và thiệt hại 20 triệu nhân dân tệ. Lợn chết nhiều đến mức không thể chôn sâu. Dân làng nơm nớp lo dịch bệnh bùng phát. Gần đây, các khu vực dọc theo Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc, Đại Lục và phía Đông, Tây, Nam sông Giang Hoài đã trải qua lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ. Cho đến nay, theo thống kê chính thức, có 1.192 quận thuộc 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố đã bị lũ lụt tấn công, với 32,82 triệu người bị ảnh hưởng, 186 người chết, 45 người mất tích, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Một số cư dân mạng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy môi trường sinh thái trong nhiều thập kỷ và gây ra hậu quả xấu xa ngày nay. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở khu vực Giang Hoài, miền Nam Trung Quốc khiến nhiều nơi ở Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh khác bị ngập lụt. Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam trong 2 ngày liên tiếp.
6 giờ sáng nay, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục phát cảnh báo mưa dông màu cam. Từ thứ Năm đến 5 giờ sáng Chủ nhật, đã có mưa lớn ở Trung và Đông Hồ Bắc, Trung và Nam An Huy, Trung và Nam Giang Tô, Bắc Hồ Nam và Bắc Giang Tây từ 100-300mm. Ở An Huy, lượng mưa đã vượt quá 400mm. Hai ngày tới vẫn có mưa lớn ở các khu vực trên, cần chú ý lũ lụt, sạt lở đất và các thiên tai khác do mưa lớn liên tục gây ra. Dự kiến từ 8 giờ sáng Chủ nhật đến 8 giờ sáng thứ Hai, có mưa to ở Trung và Nam An Huy, Trung và Nam Giang Tô, Đông Hồ Bắc, Tây Bắc Giang Tây, Trung và Nam Hồ Nam, Đông Nam Quý Châu, phía Bắc Quảng Tây, mưa lớn kéo dài và có dông bão và gió giật mạnh. Lượng mưa lớn nhất mỗi giờ từ 50-80mm. Ngoài ra, có mưa to hoặc rất to ở một số khu vực phía Tây và Nam Vân Nam, trung tâm lưu vực Tứ Xuyên, Đông Nam Quảng Tây và các khu vực ven biển Tây Nam của Quảng Đông. Khu vực nội thành Vũ Hán liên tục có mưa dông trong nhiều ngày qua, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh. Chiều thứ Bảy, cảnh báo đỏ về đợt mưa bão tồi tệ thứ hai được ban bố. Hiện tại, số nạn nhân chịu ảnh hưởng đã vượt quá 6 triệu người và số người chết đã tăng lên 53 người. Vào sáng thứ Hai, lượng mưa ở Vũ Hán vượt quá 240mm, toàn bộ thành phố bị ngập lụt và xảy ra nhiều vụ lở đất, sập nhà khiến 12 người qua đường thiệt mạng tại chỗ. Một vụ vỡ đê dài 70m đã xảy ra ở quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán trên sông Cư Thủy, một nhánh của trung lưu sông Dương Tử khiến hơn 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Theo truyền thông địa phương, mực nước của hồ Đường Tuân, hồ Nam Hồ và các hồ khác trong khu đô thị tiếp tục dâng cao. Chức năng điều tiết và trữ lũ đã bão hòa, trong đô thị nước ngập sâu ở rất nhiều nơi. Lở đất xảy ra ở nhiều nơi như ở đường hầm Đông Hồ, lối vào đường hầm Tuấn Sơn, giao thông bị gián đoạn hoàn toàn. Có tới 70 đoạn đường giao thông bị ngập, đường bộ trong toàn thành phố cơ bản bị tê liệt. Theo dự báo thời tiết, trong 3 ngày tới ở Hồ Bắc vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to, mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Chính quyền Vũ Hán hôm nay đã nâng mức kiểm soát lũ lụt lên mức báo động màu cam cấp 2. Các khu vực mưa bão lớn ở Hồ Bắc bao gồm Vũ Hán, Tiểu Cảm, Kinh Môn, Kinh Châu, Tiên Đảo, Tiềm Giang, Tùy Châu và những nơi khác. Theo thống kê tạm thời, khoảng 100.000 người đã được di rời khẩn cấp, 7.848 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, diện tích cây trồng bị thiệt hại là 425,12 nghìn hectare, trong đó 35,22 nghìn hectare chưa thu hoạch. Vào cùng thời điểm này năm ngoái, đã có những trận mưa to đến rất to ở Tây Nam Hồ Bắc, Đồng bằng Giang Hán và Đông Bắc Hồ Bắc thuộc tỉnh Hồ Bắc. Thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn. Theo báo cáo, lượng mưa tương đương với lượng nước do 11 hồ phía đông đổ xuống trong một ngày. Sau trận mưa bão lớn ập đến Vũ Hán vào năm ngoái, chính quyền thành phố hứa sẽ đầu tư 13 tỷ nhân dân tệ cho công tác chống ngập úng đô thị. Dự kiến lượng nước đổ về 15 hồ phía đông trong một ngày sẽ không đáng ngại. Cư dân mạng đại lục hỏi, 13 tỷ nhân dân tệ đã đi đâu? Nó có bị lãng phí không? Một số cư dân mạng nói, một khả năng là chính phủ đã không đầu tư vào nó, đó là một tuyên truyền giả mạo, và khả năng khác là đầu tư chính thức đã bị nuốt chửng bởi các quan chức tham nhũng. Quý vị thân mến, từ 14 giờ chiều thứ Sáu đến 14 giờ chiều thứ Bảy, khu vực phía Nam của Giang Tô thường xuyên có mưa lớn, đến mưa rất lớn dọc theo sông, 182 thị trấn bị mưa lớn và 305 thị trấn bị mưa rất lớn. Cơ quan khí tượng đã nâng cấp của các thảm họa khí tượng lớn mưa bão từ cấp 3 lên cấp ứng phó cấp độ 2. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tô dự đoán rằng cho đến thứ Hai sẽ có lượng mưa lớn liên tục dọc theo sông Hoài Hà, dọc theo sông Dương Tử và giữa sông Giang Hoài và sông Hoài Hà ở tỉnh Giang Tô, thường đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông sét mạnh, sóng cao, mưa lớn, dông bão và gió giật mạnh. Trong đó, hôm thứ Bảy, vành đai mưa hơi lệch về phía Nam, ven sông và giữa Giang Hoài có mưa to, có nơi mưa to cục bộ. Từ Chủ nhật đến thứ Hai có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ dọc sông và các tỉnh phía Bắc. Mưa vành đai, mưa dịch chuyển dần về phía Bắc từ thứ Ba đến thứ Tư. Hôm thứ Bảy, sông Tây Hà, một nhánh của sông Dương Tử ở tỉnh An Huy hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ năm 1955. Hiện tại 17 con sông ở tỉnh An Huy đã vượt mức cảnh báo và 5 con sông đã vượt mực nước đảm bảo an toàn. Vào lúc 18 giờ chiều thứ Bảy, Đài khí tượng tỉnh An Huy đã nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão từ màu cam lên mức cao nhất là màu đỏ. Đồng thời, Cục khí tượng tỉnh đã thay đổi cách ứng phó khẩn cấp với các thảm họa do mưa bão ở Hợp Phì và các nơi khác từ cấp 3 đến cấp 2 và ứng phó khẩn cấp cấp 2 hôm thứ Sáu.
Theo dự báo của Cục Khí tượng, vành đai mưa chính trong 3 ngày tới sẽ duy trì ổn định từ trung tâm phía Nam đến sông Giang Hoài và vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến lưu vực sông Hoài từ đêm thứ 2 đến ngày thứ 6. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam cũng đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 16 giờ chiều thứ Bảy, nhắc nhở các khu vực phía Bắc trung tâm Hồ Nam sắp có mưa to đến rất to, một số khu vực có mưa to. Theo thống kê sơ bộ từ Văn phòng trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Nam cho thấy, tính đến 20 giờ tối ngày thứ Bảy, đợt mưa lớn này đã khiến tổng cộng 306.000 người ở 14 quận, huyện ở Trường Đức, Trương Gia Giới, Nghi Dương phải sơ tán khẩn cấp, 18 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Tại Hoài Hóa, Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, 22.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam dự báo, trong tuần tới, phía Tây Bắc và Bắc Hồ Nam sẽ có mưa tương đối lớn. Dự báo trong 2 ngày tới sẽ có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở một số khu vực phía Tây Bắc và Bắc Hồ Nam. Từ thứ Hai, lượng mưa lớn trong ngày giảm dần, cường độ yếu dần. Vùng hạ lưu sông Lệ Thủy và sông Nguyên Thủy có nguy cơ lũ lụt trên toàn lưu vực cao hơn. Tại Quý Châu, một vụ sạt lở đất đã xảy ra giết chết 23 người do 5 ngôi làng và thị trấn ở tỉnh Quý Châu có mưa lớn. Tính đến 2 giờ 55 phút sáng Chủ nhật, thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ lở đất ở thị trấn Lệ Hoa, huyện Đại Phong đã được tìm thấy tại hiện trường. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ lở đất ở thị trấn Lệ Hoa, huyện Đại Phong, Quý Châu đã khiến 23 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Theo dự báo của Đài khí tượng Quý Châu, từ chiều tối ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn mới, mưa vừa đến mưa to phổ biến trên toàn tỉnh, có nơi mưa to, có nơi mưa rất to. Phía đông nam tỉnh Quý Châu và một số thị xã có mưa rất to. Trong ngày thứ Ba, toàn tỉnh trời có nhiều mây, có mưa rào hoặc dông vài nơi. Phía nam tỉnh có mưa vừa đến mưa to, một số thị xã có mưa to đến rất to. Một bài viết đánh giá trên thepaper.com cho biết, sau một trận mưa lớn ở một số nơi, các nhà quản lý thành phố thường mô tả cường độ mưa bão bằng những từ như nghìn năm mới có một lần, vạn năm mới có một lần, cơ sở trong lý thuyết xác suất. Nhưng đối với cư dân thành thị thì bình thường mưa to gió lớn bao nhiêu năm cũng là chuyện gặp phải, họ phải cùng gia đình giải quyết. Bài báo cho rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng được thể hiện bằng hệ thống cống rãnh trong xây dựng đô thị là không đủ. Kể từ trận mưa xối xả năm ngoái và ở Bắc Kinh 4 năm trước gây ra ngập lụt đô thị, các cuộc thảo luận về ngập đô thị hầu như không dừng lại. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các thành phố ở Hồ Nam, An Huy, Giang Tô và các tỉnh khác đã trải qua tình trạng ngập ở các mức độ khác nhau. Lúc này, có người trích câu nổi tiếng của nhà văn Pháp Victor Hugo trong cuốn Những người khốn khổ. Cống rãnh là lương tâm của thành phố để minh chứng cho việc các thành phố của chúng ta liên tục bị mưa lớn gây ngập. Nguyên nhân chính là do cống rãnh là đại diện, cơ sở hạ tầng không đảm bảo chất lượng. Khi thiên tai ập đến, ngoài việc cầu nguyện cho mưa bão sớm tạnh, một số cư dân mạng cho rằng đây là hậu quả xấu xa của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy hoại môi trường sinh thái trong nhiều thập kỷ. Cư dân mạng cho biết tất cả là do con người gây ra, hủy hoại môi trường, hủy hoại hệ sinh thái, vùi lấp hồ chứa, khi lũ đến chắc chắn sẽ bị ngập lụt, lở núi, chuyện trăm năm mới có một lần. Nếu bạn không trân trọng môi trường và bảo vệ hệ sinh thái, điều này sẽ xảy ra hàng năm. Một cư dân mạng khác cho biết, cưỡng bức thay đổi xu hướng chung của thế giới, cắt đứt mạch rồng ở Tứ Xuyên và Dương Tử, cướp năng lượng của rồng ở Kyoto bằng cách chuyển nước từ Nam lên Bắc, thế giới đã thay đổi mạnh mẽ và thiên tai vẫn tiếp diễn. Cư dân mạng với nickname Đua Fudo viết, tôi hy vọng rằng trận lụt này sẽ bắt đầu suy nghĩ lại về Tam Hiệp và có cái nhìn tổng thể đúng đắn về việc quản lý toàn bộ lưu vực sông Dương Tử từ góc độ thủy văn, khí hậu, địa chất, sinh học, cũng như tôn trọng quy luật tự nhiên, đừng quậy phá nữa. Kính thưa quý vị, những ngày gần đây, nhiều nơi trong đất liền tiếp tục xảy ra tình trạng nhiệt độ cao. Nhiệt độ cục bộ cao nhất ở Trùng Khánh vượt qua 42 độ C, Tứ Xuyên là 39,7 độ C và cảnh báo màu da cam về nhiệt độ cao đầu tiên được đưa ra trong năm nay. Nước biển ở Thanh Đảo, Sơn Đông lên tới 31 độ C và cá nuôi bị chết vì nóng. Giang Tô, biển lại ở chế độ nhiệt độ cao và hạn hán ở Nội Mông vẫn tiếp diễn. Theo báo cáo từ Tân Hoa Xã hôm thứ Hai đầu tuần cho biết, Trùng Khánh đã tiếp tục nắng nóng trong vài ngày qua. Hôm Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất tại 20 quận bao gồm Ngọc Bắc, Bắc Bắc và Tống Nam ở Trùng Khánh vượt quá 37 độ C. Nhiệt độ tối đa hàng ngày tại 9 quận bao gồm quận Vũ Trung, Bắc Châu và Cửu Long đạt 40 độ C và nhiệt độ tối đa hàng ngày lên tới 40 độ C. Quận Khai Châu với 42,3 độ C đã đứng đầu danh sách nhiệt độ cao quốc gia trong 3 ngày liên tiếp. Cục khí tượng dự báo trong 3 ngày tới, Trùng Khánh tiếp tục có nhiệt độ cao. Theo ChinaJournal đưa tin,
vào chiều thứ Năm khi thủy triều rút, nhiều con cá bơn và cá đầu đen chết nổi trên mặt nước biển xuất hiện trên bờ của cảng cá Cổ Gia Đạo ở Thanh Đảo, Sơn Đông. Theo các ngư dân, do nắng nóng liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, nhiệt độ nước biển có nơi lên tới 41 độ C. Một số cá bơn, cá chấm nuôi trong lồng lưới đã bị chết nóng. Ngư dân vớt cá chết ném xuống biển, cá chết được đưa vào bờ theo thủy triều và để lại trên bãi biển sau khi thủy triều rút. Cũng theo tin tức từ mạng thời tiết Trung Quốc đưa tin, một đợt nhiệt độ cao mới sẽ ập đến Tứ Xuyên từ hôm thứ Bảy tuần trước. Trong số 105 trạm giám sát cấp quốc gia ở lưu vực Tứ Xuyên, vào ngày hôm đó có 89 trạm vượt quá 38 độ C. Nhiệt độ cao nhất xảy ra tại trạm quận Đại Xuyên tại Đại Châu cao tới 40,7 độ C, tiếp theo là trạm Quyên San ở mức 41,1 độ C. Đài quan sát khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật. Dự kiến trong ngày, nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi trên lưu vực sẽ đạt từ 38 độ C trở lên, bao gồm Quảng Nguyên, Bá Trung, Đại Châu, Quảng An, Nam Sùng, Kiện Ninh và Tử Dương. Nhiệt độ cao tối đa ở một số khu vực sẽ đạt 37-40 độ C. Dự báo đợt nắng nóng cao này sẽ tiếp tục kéo dài đến thứ Bảy tuần này. Theo dự báo thời tiết Giang Tô, trước đó Giang Tô sẽ một lần nữa có đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các tỉnh phổ biến trong khoảng 36-39 độ C. Theo ChinaNews.com đưa tin tức từ chính quyền Nội Mông cho biết, tính đến tuần này có 41,81 triệu hecta cây trồng ở Nội Mông bị ảnh hưởng bởi hạn hán, 390 triệu hecta đồng cỏ có thể sử dụng được bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hiện tại, người dân không có nước uống. Theo các báo cáo chính thức, thời tiết khô hạn khiến 70 con sông vừa và nhỏ ở Nội Mông ngừng chảy, 161 hồ chứa cạn kiệt. Trữ lượng nước của các dự án thủy lợi chỉ là 1,445 tỷ mét khối, ít hơn 35% so với bình thường. Theo báo cáo, diện tích đồng cỏ bị ảnh hưởng bởi hạn hán trong khu vực mục vụ của thành phố Hồ Luân Bố Nhĩ là 102 triệu hecta với 52.000 người dân và 4,45 triệu con gia súc và 1 triệu con gia cầm không có nước.